chị các bạn mình đi xuống khu tên lửa với em nha. Cái buổi bắt đầu từ ngay chỗ cầu Trà Và tới cái mốc này cho các chị các bạn mình dễ hình dung. Bây giờ là khoảng 1 giờ trưa mà
bầu trời nó không có nắng. Ôi 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 ôi, đây là đường Dương Tử Giang nè, hồi xưa đường Dương Tử Giang đó là tên là đường Mạnh Tử. Thank you.
sẽ quẹo qua vô đường Bàn Hôm đi. Chút nữa
4 này. Rồi chúng tôi sẽ quay U. Tới nơi rồi. Tôi xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi hành trình đi tới phường An Lạc, Bình Tân của quận Bù nha. Chỗ này là khu tên lửa đó các anh chị. Rồi, xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video kế tiếp. Bye bye.